Ông ơi, ông ơi, tôi đây. À đây rồi. Ôi giời ơi, có chuyện gì mới sáng ngày ra đã ầm ĩ lên thế? Uống chén nước không xong. Chưa chật chưa lòi ra lại còn bảo là sáng. Ông biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Bà nói tôi nghe xem nào. Có cái chuyện gì mà úp úp mở mở, ai biết cái gì là chuyện gì? Tôi vừa mới ở chợ về nhá, tôi thấy người ta kháo nhau kinh lắm. Nói là cái lão Phả ấy. Sao? Cái lão Phả mà ngày xưa ông ghét cay ghét đắng ở xóm bên ấy. Ừ. Vừa mới khai trương một cái cửa hàng bán quạt to lắm. Ừ. Mà đông khách ghê cơ. Ừ. Thôi 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 thôi, bà đừng nghe đồn thổi của thiên hạ nữa. Cái lão ấy mới ngày nào còn xin tôi cái nửa cái bánh mì. Làm gì có tiền mở cửa hàng. Đây đây đây. Đây tôi mở cho ông xem đây này. Ông nhìn thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Đấy có cả hình ảnh khai trương đây này. Đông chưa? Ừ. Ui, up đầy lên Facebook thế này mà ông chả biết cái gì, chả để ý gì cả. Ừ. Nhìn thấy chưa? Ừ. Đấy. Đúng lão này. Đấy, không lẽ bảo là tôi là mắt mờ là tôi nhìn nhầm. Sao lão lại phất thế nhỉ? Ừ. Có khi mình cũng phải mờ một cái nhỉ. Cái gì? Không được. Tôi đây. Tôi nhất định nhé, cũng phải được kiếm một cái cửa hàng nhé. Mình không thể để thua kém lão ta được. Ôi trời ơi. Này, ông đầu hai thứ tóc rồi nhé. Ừ. Ông không đánh đu được với người ta đâu. Mình đang ở trong vùng khó khăn, tuy là đủ ăn nhưng mà không thể có điều kiện, có nhiều tiền để làm giống người ta được. Không biết. Tôi đã chốt rồi. Bà đừng có nhiều lời nhé. Nếu anh không sẵn thì thôi vậy. Vâng, cảm ơn anh. Ủa, Hùng về rồi đấy con. Vâng. Bố làm sao mà thở ngắn thở dài, con đi từ ngoài vào nghe thế hết. Bố đang gọi điện cho mấy anh bạn ở trên thành phố vay ít tiền để mở cửa hàng kinh doanh hả bố? Sao tự dưng lại nổi hứng kinh doanh thế hả bố? Cái lão Phả ấy. Đấy, cho nên là bố không thể kém lão ta được. Mà mẹ mày có chịu xuất tiền đâu. Lại còn bảo là đang trong giai đoạn khó khăn, chả để cho tao tí thể diện nào cả. Thế thì bố chưa biết rồi. Nhà nước đang có chính sách vay vốn cho các hộ kinh doanh vùng khó khăn, đúng hoàn cảnh của nhà mình luôn đấy bố. Đâu, bố xem nào. Đây bố nghe kỹ nhá. Chương trình tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được triển khai theo quyết định số 31/2007/QĐ-TTG ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Với mục tiêu hỗ trợ các hộ gia đình vay vốn, các hộ gia đình có ý định góp vốn để thực hiện các dự án hoặc phương án hợp tác kinh doanh. Đồng thời, góp phần giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu về nhà ở, điện thắp sáng và đào tạo tay nghề có liên quan mật thiết tới dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh. Đối tượng được hưởng các chính sách là các hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Bộ luật dân sự, thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn trong lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Trong đó, chủ hộ gia đình sẽ là người đại diện cho toàn bộ, chịu trách nhiệm giao dịch với ngân hàng chính sách xã hội trong quan hệ vay vốn, trả nợ và trả lãi. Để được hưởng chính sách, người vay vốn cần đáp ứng các điều kiện sau. Thứ nhất, phải có dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh được Ủy ban Nhân dân xã, nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh xác nhận. Thứ hai, người vay vốn phải có hành vi dân sự đầy đủ. Thứ ba, người vay vốn phải cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh. Căn cứ vào tình hình thực tế, mức cho vay tối đa đã được nhà nước xem xét và điều chỉnh sao cho phù hợp. Cụ thể, trong quyết định số 306/QĐ-TTG ban hành ngày 26/2/2016,
về điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn, đã điều chỉnh mức vốn cho vay đối với một hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không phải thế chấp từ 30 triệu lên 50 triệu đồng một hộ. Trong một số trường hợp cụ thể, mức vốn cho vay của một hộ có thể trên 50 triệu đồng nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng một hộ và phải có tài sản đảm bảo. Lãi suất cho vay được áp dụng là 0,9% một tháng, với thời hạn cho vay được xác định theo các loại ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dựa theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hay quá! Đúng ý bố luôn! Đúng là con trai của bố, number one! Đấy nhá, thế là bố con mình cùng chung chiến tuyến rồi đấy. Ừ. Nhớ phải chia cổ phần cho con nhé. Rồi, bố có để anh Thiệt bao giờ đâu. Vâng. Đấy, cứ ở đây, bố đi chuẩn bị một số giấy tờ nhé. Dạ vâng. À mà này, cấm để cho mẹ mày biết nhé. Mình là cứ phải là tiền trạng hậu tấu, nghe chưa? Con nhớ rồi.